Suốt ngày giải đấu mà không hầm hố thì quá lố rồi đấy anh em ạ. Mấy cao thủ comment sớm, giải đấu nhanh trong vòng một nốt nhạc đâu cả rồi nhỉ. Dạo này hơi bị im hơi lặng tiếng đấy nhé. Video ngày hôm nay không có gì quá bất ngờ đâu, nhưng lại sút dẻo ở cái tầm mà bỏ lỡ một phút thì phí cả tuổi trẻ cơ. Ghê gớm, khét lẹt thế thì vào việc thôi. Linh ơi là Linh, sao lại dại thế hả con? Ngồi ăn cơm mà để thế này à? Trời ơi, mẹ Linh quát như rót thêm mắm thêm muối vào bát cơm, bởi vì Linh đang phạm phải quy tắc ăn uống sai lầm nào nhỉ? Đố bạn nhận ra. Sáng tạo thì luôn là độc nhất vô nhị, nhưng mà bá đạo quá thì xạo rồi. Bạn nào am hiểu văn hóa Việt Nam thì biết ngay, Linh ngồi ăn cơm cắm thẳng đũa vào bát là sai quá sai nhé. Có lần Nhanh Trí ngồi ăn như thế vì còn chưa trải sự đời có biết gì đâu. Ba mẹ bảo tránh và kiêng kỵ bởi hành động đó như cắm hương để thờ cúng vậy. Thế nên bạn nào mà chưa biết thì nhớ chia sẻ cho 500 anh em biết mà tránh nhé, để ba mẹ chấm trô mà xem. Mà này, Linh sới cho mẹ bát cơm. Linh rón rén sới một sới định đưa cho mẹ, nhưng bà lại bảo: "Cháu ơi là cháu, sai lầm to rồi. Cấm không được sới một sới đâu." Đố bạn biết tại sao? Gặp trường hợp như vậy chưa? Nếu rồi thì cũng dày dạn kinh nghiệm đấy. Người Việt ta kiêng kỵ sới cơm một lần, bởi đây là cách sới cơm cúng người đã mất mà thôi. Nếu bạn đã từng nhầm nhọt sang trồng trọt thì không sao đâu. Lần sau nhớ sửa để tránh xui rủi ngẫu nhiên nhé. Ôi dào, kiểu gì cũng có bạn bảo là mê tín chả tin, nhưng chính những hành động nhỏ đến bất ngờ như con cờ cắn vào tay thì ai mà đoán được. Ngồi ăn trên bàn ghế ăn và ngồi ăn dưới chiếu, thực tế thì theo bạn cách nào tốt cho sức khỏe hơn? Cũng nghĩ là ngồi trên bàn rất chi là oách xì ngầu kiểu quý sở tộc, nhưng đó là văn hóa bên Tây như vậy nên các bạn lầm tưởng thôi, chứ thực ra ngồi ăn dưới chiếu khoanh chân mới là cực kỳ tốt cho sức khỏe. Thế mị nói cho mà nghe nè, khoanh chân là tư thế tập yoga giúp giãn nở cơ bắp rất tốt, vừa ăn vừa thoải mái thì còn gì bằng, xong lại hạn chế tăng cân. Bởi ngồi thì ruột kiểu như hơi gấp lại ý, bạn ăn đủ no là đứng dậy chứ không cần ăn cố, hạn chế ngã ghế nữa chứ. Đó, còn ti tỉ thứ nữa mà mình kể chắc tới mai quá. Bạn nào mà thấy ngồi ăn dưới chiếu tốt hoặc nhà bạn đang ngồi chiếu thì nhớ vút lẹ một like nhé. Thứ tư, lần đầu tiên ăn nước mắm trong đời cảm giác ra sao? Ai mà chả biết có mùi mắm là một mùi rất đặc trưng. Thế nhưng ăn nước mắm đã lâu, liệu bạn có biết rằng loại nước mắm đắt nhất thế giới có giá bao nhiêu một chai không? Của tận chóp luôn, chai nước mắm đắt nhất thế giới mà bạn không ngờ tới này có tại Việt Nam và do người Việt sản xuất luôn nhé. Nó có giá 2 triệu một chai, nhìn sang chảnh chanh xả, y như rượu vàng Pháp 1954 vậy. Chấm một miếng chắc cảm nhận hương vị tuyệt hảo lắm đây. Đấy là cho tim mê mắm, chứ với tim sợ mắm thì thật là ố dề, vì mùi của nó còn đậm đặc hơn bình thường nữa. Hí hí, đừng bịt mũi nhé, vì câu hỏi sau sẽ thơm nức ba gian nhà, bảy ngõ xóm luôn, chỉ sợ là bạn không biết thôi. Ăn mì đã lâu, liệu có bao giờ bạn nghĩ rằng bên trong bát mì đắt nhất thế giới có gì không? Bát mì ấy có giá tương đương với thứ gì? Nếu bạn đang băn khoăn lo lắng về chuyện mình ít tiền, làm sao mà mua nổi bát mì thì hãy gạt bỏ suy nghĩ đó đi. Nhanh Trí mua được rồi, thơm ngon mời bạn ăn qua màn hình nha. Bát mì hảo hạng này trị giá bằng một cái điện thoại iPhone 8 cũ, loại cao cấp nhất đó, hoặc có thể bằng cái laptop mới toanh để học online. Trong món mì đắt sắt ra miếng này được làm từ các loại thịt bò cao cấp nhất thế giới. Phần nước dùng được chế biến từ xương bò ở 6 bộ phận khác nhau. Tá đã rớt nước miếng cả mét rồi, nếu có xiền, bạn dám ăn một bát mì thế này vào buổi sáng không? Comment điểm danh độ giàu có nhé. Thứ 6, câu chuyện mẹ mình và những cái bát. Các bạn biết không, mẹ kêu mình lấy bát ăn cơm, xong đố mình bát nhựa và bát sứ cái nào tốt hơn, bạn giúp mình với. Sau một hồi 5 giây suy nghĩ, mẹ bảo bát sứ là tốt hơn, có đúng không các bạn? Mà cũng đúng thật, chất liệu bát hay đồ bằng sứ thủy tinh được đánh giá là rất an toàn cho sức khỏe của người sử dụng. Đựng nóng lạnh đều không bị chất nguy hại trộn lẫn vào thức ăn. Bên cạnh đó lại còn dễ rửa, chứ hộp nhựa như này thì khóc thét cả buổi tối luôn. Lấy bát xong thì mẹ kêu mình đi hóa vàng các cụ. Rồi mình tự hỏi rằng bật lửa và diêm, cái nào có trước nhỉ? Mẹ mình còn chẳng trả lời được, đố các bạn đấy.
câu trả lời là gì thì bạn nào có ba bích quyền lực mình nhường biết trước đấy. Tích tích, xong mình nói nha, bật lửa có trước Diêm cơ, thật khó tin phải không? Nhưng thực chất bật lửa ra đời trước Diêm tới tận 3 năm. Cụ thể là bật lửa ra đời năm 1823, mãi cho tới tận năm 1826, người ta mới thành công trong việc chế tạo ra que Diêm đầu tiên. Đó, mới thấy có nhiều thứ nhìn tưởng thế mà không phải thế các bạn nhỉ. Sau trận đó, mẹ châm trồ về mình quá trời. Chúc bạn sau phi vụ này cũng được ba mẹ ngưỡng mộ vậy. Con muốn tăng sự tin tưởng và trở thành con nhà người ta ư? Câu hỏi này sinh ra dành cho bạn nè. Mỡ động vật và dầu thực vật, cái nào tốt hơn bạn biết không? Học chưa chuẩn bị kiến thức thực sự đều có suy nghĩ là dầu thực vật chắc chắn tốt hơn. Nhưng sao mà nhiều người nhầm thế không biết? Mỡ lợn, mỡ động vật mới là tốt thực sự. 100% từ lợn thật, dầu mỡ thật, chỉ là ăn có liều lượng thôi. Còn dầu thực vật người ta quảng cáo quá rầm rộ, ai cũng mua nên nhầm là vậy. Chứ thực ra để bảo quản, người ta phải dùng chất bảo quản chứ đúng không? Mà chất bảo quản thì đâu có tốt cho sức khỏe đâu. Hay da, câu hỏi sau có khi là một câu hỏi chém gió đó. Đố bạn, nồi và chảo cái nào dùng để nấu canh? Dễ thôi rồi mà còn nhầm lẫn thì chưa nấu bao giờ, rõ ràng chảo để rán thôi. Nồi mình nấu canh, luộc, cho nhiều anh em chưa biết thì mình vẫn dùng chảo nấu canh, nhưng cứ lầy vậy thôi, mẹ mình còn bảo mình đoảng nữa, chả hiểu tại sao. Còn nếu khó quá thì thôi mình bỏ qua đi, đến với câu hỏi tưởng lạ mà quen, tưởng quen mà lạ tiếp theo nè. Trong một rừng 20k này, đố bạn phân biệt được đâu là tờ 500k đấy. Là trời, mình nể phục bạn nào chỉ trong 5 giây đầu tiên đã tinh mắt nhận ra nhá. Tờ 20k đang lẩn trốn ở đây này. Chúc bạn trong tương lai giàu ú sụ luôn. Mà giỏi giang tài giỏi như vậy thì thử chiến câu này xem. Bây giờ không cầm tờ 1k trong tay mà vẫn đoán được hình in trên tờ 1k là gì mới đỉnh nè. Nhìn hình ảnh này nhiều bạn sẽ tưởng rằng chú voi con ở bản Đôn chứ gì. Bị lừa rồi nhé. Đây là hình ảnh những người lao động đang cưỡi voi khai thác gỗ tại Tây Nguyên. Bây giờ mà có 1k trong tay thì không biết mua được cái gì hay ho không nhỉ? Bạn nào biết thì nhớ bảo mình với nhé. Linh, mẹ lại gọi Linh kìa các bạn ơi. Có cái mùi thủng và mùi múc canh cũng không biết cái nào với cái nào à? Cái nào nhiều công dụng hơn, các fan có biết không? Luận nhanh quá, thật thông minh, rõ ràng muối múc canh nhiều công dụng hơn rồi. Múc tất tần tật mọi thứ, múc canh, múc cơm, múc gì cũng được, còn muối thủng chỉ vớt được phần cái mà thôi. Toán cái dễ ợt mà lại đến 90% nhầm tưởng, thế có chán không cơ chứ? Thế còn nói về bếp ga và bếp điện thì sao? Theo bạn, cái nào nguy hiểm hơn? Giờ mà bị lừa thì nguy hiểm quá, phải biết cấp tốc, bếp ga nguy hiểm hơn nhé. Nếu mà ga bị rò rỉ, gặp tia lửa điện cái là boom, cháy ngay. Vì vậy, bạn nấu xong nhớ tắt bếp rồi khóa bình ga lại nha. Câu hỏi số 14 quen thuộc đến nỗi không thể quen thuộc hơn, nhưng lần đầu mình được hỏi thì thấy khó làm sao ý. Bún, sợi bún ấy, được làm từ gạo hay bột mì nhỉ? Có nhà ai làm bún bao giờ đâu mà biết, bây giờ mới biết nè. Bún làm từ gạo nha, chính xác là gạo tẻ mình ăn, xay mịn ra rồi nhào trộn và chế biến thành bún thôi. Thêm một câu nữa, gần gũi mà không biết thì xí hổ mất thôi. Củ nghệ và củ gừng, củ nào tốt hơn nhỉ? Ba mẹ hay người lớn mà hỏi đến, từ giờ biết đường trả lời rồi nha. Củ nghệ tốt hơn củ gừng. Trong nghệ có một chất gọi là curcumin vô cùng thần dược, có thể giảm viêm, tái tạo da dẻ hồng hào. Ai bị bệnh đau dạ dày dùng đúng cách sẽ cực kỳ tốt nữa đó. Ui, quá trễ rồi. Hôm nay bạn có trả lời đúng tiếp không nhỉ? Nhớ nhấn subscribe để video sau có bất ngờ nhé.